Ông Lê Văn Quang ở phường 7 thành phố Đà Lạt luôn coi sản xuất nông nghiệp là lẽ sống của gia đình mình. Bởi vậy, ngay cả trong những ngày đầu xuân, tuy công việc đồng áng đã hoàn tất từ nhiều ngày trước, nhưng ông vẫn dành thời gian ra thăm vườn và xem đây là niềm vui trong những ngày đầu năm mới. Ngày Tết thì hầu như ngày mùng 1, mùng 2 thì khách thì hầu như chưa có, thì chúng tôi vẫn nghỉ Tết. Còn chăm sóc, thí dụ tưới tắm chúng tôi là 29, 30 thì tôi tưới tắm hết rồi. Đó, thì đến khi du khách tới thì vì mình làm kinh tế mà cứ đòi nghỉ thì kinh tế nó sẽ bị động lại. Mà dâu của mình để quá thì nó cũng bị hư, cho nên mình cũng sắp xếp, tức là trong một tuần mình phục vụ khách đó, thì khi mà dâu gần hết thì mình tập trung để mình nghỉ cái ngày hôm sau. Gắn bó với nghề nông từ nhỏ, ông Quang hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất. Vì thế, ngay khi quyết định chuyển từ các loại rau hoa sang trồng dâu tây, ông đã ưu tiên sử dụng giống dâu mới, canh tác theo quy trình Việt Gáp và áp dụng phần mềm M-Tray vào vườn dâu tây rộng 3,5 sào. Theo đó, thông qua việc khai báo các thông số từ khi làm đất cho đến khi thu hoạch, nông dân có thể giám sát toàn bộ vòng đời sản phẩm, quản lý quy trình sản xuất hết sức khoa học. Giải pháp này đã hỗ trợ nông dân cải thiện chất lượng nông sản, năng suất dâu tây đạt bình quân 20 kg một sào trên một phiên hái. Cùng với đó, tính minh bạch của quá trình sản xuất được thể hiện rõ nét, thuận tiện trong việc mua bán qua các nền tảng mạng xã hội. Nhập liệu bằng cách viết tay thì nó sẽ gây khó khăn rất là nhiều. Thì sau khi có phần mềm M-Tray thì tất cả sẽ được nhập liệu trên điện thoại, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Về hiệu quả thì nó sẽ đưa tới khách hàng biết tới nhiều hơn. Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nếu có giải pháp đầu tư khoa học thì hiệu quả kinh tế mang lại khả quan. Thấy được điều đó, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhà nông trẻ Phạm Đức Thịnh ở phường 8 Đà Lạt đã phát triển một phần mềm nông nghiệp thông minh iFarm. Không chỉ đơn thuần giúp quản lý trang trại một cách hiệu quả, phần mềm này còn giúp hỗ trợ nông dân quản lý sản xuất, quản lý kho, dự báo sản lượng, định mức và thực tế trên từng vụ. Giải pháp công nghệ này giúp nông dân làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và tăng cường năng suất, giúp truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, xây dựng niềm tin từ phía người tiêu dùng và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Để vận hành phần mềm này, tùy vào mỗi loại cây trồng mà nông dân cần tiến hành nhập liệu ngay từ đầu vụ. Trong quá trình sản xuất, bà con tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, sử dụng phân bón hoặc thời tiết. Dựa trên cơ sở dữ liệu này, phần mềm sẽ đưa ra những đề xuất về các giải pháp đầu tư, chăm sóc cho phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian thu hoạch cũng được ấn định nhằm giúp cho nông dân chủ động liên kết tìm đầu ra. Công nghệ hiện nay là phát triển rất là cao, với lại nhiều công nghệ được cải tiến, nên đó về cái năng suất trong một vụ sẽ được cải tiến hơn nếu mình áp dụng công nghệ. Sự đổi mới trong tư duy làm nông đã giúp công việc đồng áng thuận tiện hơn. Cũng nhờ vậy, thu nhập của những mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh hết sức khả quan, dao động từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất và đời sống. Thứ hai là định kỳ chúng tôi tổ chức tốt cái hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông trong hệ thống hội, cũng như là tham gia cái hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng. Từ các cái hội thi này, chúng tôi sẽ phát triển lên thành cái phong trào đổi mới, sáng tạo trong nông dân của toàn tỉnh Lâm Đồng chúng ta. Số hóa ngành nông nghiệp là giải pháp quan trọng mà tỉnh Lâm Đồng đã và đang ưu tiên phát triển. Bằng cách này, nông dân có thể hoạch định một cách khoa học mỗi vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư, hạn chế ô nhiễm môi trường, chất lượng nông sản vượt trội. Thời điểm thu hoạch được ấn định rõ ràng. Đó là mục tiêu quan trọng mà một nền nông nghiệp tiên tiến đặt ra.